Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống 24 giờ của Truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị, tác sóng 2G là cuộc cách mạng đặc biệt với người dân vùng sâu vùng xa hay biên giới hải đảo, bởi bà con có thêm cơ hội kết nối thông tin từ những chiếc điện thoại thông minh qua mình vào nhịp sống của thời đại số. Sau một tuần ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G only, đến nay vẫn còn khoảng 300.000 thuê bao cần nâng cấp. Ghi nhận về công tác này cùng nhiều diễn biến thời sự khác sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng nay, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8 tiến hành quy trình bầu chủ tịch nước. Lâm Đồng xem xét đề nghị tổ chức festival khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam. Yêu đương qua mạng, bé gái 12 tuổi bị bạn trai xâm hại sau cuộc nhậu. Thưa quý vị, sáng nay, kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Trong ngày họp đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Kỳ họp thứ 8 được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 29,5 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến 13 dự án luật. Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025. Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước và thực hiện các công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn, tất cả vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và bảo đảm đời sống của nhân dân. Sau hơn 9 tháng phát động, tối qua, lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 đã diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ gần 468.800 tác phẩm, cao gấp 1,5 lần so với năm ngoái, ban tổ chức đã trao hơn 170 giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất. Nét mới cuộc thi lần thứ tư là sự tham gia đông đảo của thanh niên, học sinh, sinh viên với 35.000 tác phẩm. Cuộc thi thu hút được 610 tác phẩm của người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài, 13 tác phẩm của người nước ngoài, trong đó có những bài viết về đặc trưng của mô hình phát triển Việt Nam, về các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất có giá trị trong tuyên truyền đối ngoại. Sau khi hoàn thành chấm thi, ban tổ chức đã họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể tiêu biểu nhất để trao giải, gồm 134 giải cá nhân, trong đó 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C, 63 giải khuyến khích, 20 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị địa phương có nhiều tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương có chất lượng tốt, 20 giải triển vọng cho tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng tốt. Tỉnh Đồng Tháp có thí sinh Lâm Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông, được Ban chỉ đạo cuộc thi Trung ương trao giải khuyến khích với tác phẩm Những khuyết tật của mô hình kinh tế thị trường tự do và tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các nước ASEAN, cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới các bạn trẻ ASEAN, tối qua tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình, diễn ra diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN. Chương trình có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và gần 200 đại biểu thanh niên các nước ASEAN đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, 19 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn, tạo nên một bức tranh rực rỡ của sự giao thoa văn hóa. Mỗi tiết mục đều chứa đựng những giá trị nghệ thuật cao đẹp, mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về quê hương đất nước và văn hóa con người ASEAN. Chương trình không chỉ khắc họa bản sắc riêng biệt của từng quốc gia, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, hòa quyện giữa các nền văn hóa, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và bền vững. Ban tổ chức mong muốn, trong thời gian các đại biểu tham gia hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm mảnh đất, cảnh sắc và con người Việt Nam, sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đáng nhớ, góp phần kết nối những mối quan hệ bền vững, xây dựng một ASEAN, nơi mỗi nền văn hóa được tôn vinh,
mỗi giá trị được trân trọng và mỗi tiếng nói đều được lắng nghe. Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10, mới đây công ty cổ phần truyền thông và sự kiện King Sky đã đề xuất tổ chức Festival Khinh Khí Cầu Dù Lượn Carnival với quy mô cấp quốc gia trong tháng 11 tới tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì làm việc với công ty để trao đổi cụ thể, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác tổ chức. Theo đề xuất, festival có quy mô cấp quốc gia, xác lập kỷ lục Việt Nam và vùng Đông Nam Á với 25-30 khinh khí cầu khổng lồ. Tại lễ hội sẽ diễn ra các chương trình bay dù lượn biểu diễn, bay khinh khí cầu thương mại, diễu hành, biểu diễn trang phục lễ hội. Tổng kinh phí chương trình dự kiến khoảng 8 tỷ 500 triệu đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng có nhiều nội dung đề xuất về tài chính, nhân sự và thời gian của công ty King Sky chưa phù hợp, do đó cần phải tính toán lại để có thể tổ chức thành công lễ hội khinh khí cầu. Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Hoa Đà Lạt bản giao hưởng sắc màu sẽ được tổ chức trong tháng 12. Lễ hội được tổ chức với 10 chương trình chính, cùng với đó là 12 chương trình hưởng ứng được tổ chức các tháng trong năm, trong đó tiêu biểu như Mùa hội Cỏ Hồng Lang Biang, Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc Đà Lạt năm 2024 liên quan các ban nhạc giai điệu Bazan, Giải chạy Lâm Đồng Trail 2024, dần dần. Khu vực Trung Đông bao gồm 16 quốc gia và một vùng lãnh thổ, có dân số 453 triệu người, được đánh giá là thị trường khách đầy tiềm năng của du lịch Việt. Ở chiều ngược lại, với tâm lý mong muốn ưu tiên cho những trải nghiệm mới, Việt Nam đang được xem là điểm đến mới trong các kỳ nghỉ dưỡng của du khách Trung Đông. Nhưng để thu hút nhóm khách này, cần phải có nhiều chính sách, giải pháp. Trước mắt, cần tăng cường quảng bá, tăng cường tuyên thông về du lịch Việt Nam. Việt Nam có những trải nghiệm mà du khách Trung Đông chưa từng biết, những điểm đến an toàn chưa từng ghé qua và những nền văn hóa chưa từng khám phá. Đó là lý do mà vị khách người Thổ Nhĩ Kỳ này đã chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến trong lần đầu ghé thăm Việt Nam. Tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm của mình bằng việc tham quan các địa danh nổi tiếng của thành phố để tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa, sau đó là ẩm thực. Thời tiết ở đây khá dễ chịu, con người cũng rất thân thiện. Theo các chuyên gia, việc nắm bắt các sắc thái văn hóa và truyền thống của khách Trung Đông sẽ giúp doanh nghiệp điều chỉnh phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường này. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam như Ninh Thuận, An Giang, Tây Ninh có hàng chục thánh đường Hồi giáo, đáp ứng nhu cầu về không gian và thời gian để thực hiện nghi lễ cầu nguyện mỗi ngày. Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá, tăng cường truyền thông về du lịch Việt Nam. Để mở phân hiệu tại Việt Nam, các đại học nước ngoài phải thuộc nhóm 500 trường hàng đầu thế giới ở các bảng xếp hạng uy tín trong 3 năm gần nhất. Đây là điểm mới trong Nghị định 124 của Chính phủ về thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đại học, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 tới. Ngoài ra, dự án phải có vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng, không gồm các chi phí sử dụng đất. Diện tích đất tương tự định mức áp dụng với các phân hiệu đại học trong nước, tức tối thiểu 2 hectare. Trình độ và chất lượng giảng viên, tỷ lệ giảng viên trên sinh viên theo quy định của trường ở nước ngoài, miễn là không thấp hơn chuẩn giảng viên của Việt Nam. Ngoài ra, Nghị định 124 quy định chương trình mầm non và phổ thông nước ngoài tại Việt Nam phải được công nhận hoặc đã kiểm định chất lượng, đã được giảng dạy trực tiếp ít nhất 5 năm ở nước sở tại. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 5 trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam với khoảng 20.000 sinh viên, gồm Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Mỹ tại Việt Nam, Swinburne Việt Nam và Greenwich Việt Nam. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong 9 tháng đầu năm, EVN đã bảo đảm cung cấp đủ điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng rất cao do kinh tế tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, trong hai kịch bản cấp điện năm 2025 mà đơn vị này vừa báo cáo chính phủ, cung ứng điện còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khu vực miền Bắc trong giai đoạn cao điểm cuối mùa khô. Với kịch bản cơ sở, nhu cầu phụ tải khoảng 339 tỷ kWh, tăng trưởng 9,4% so với năm 2024. Còn với kịch bản kiểm tra để chuẩn bị các giải pháp đảm bảo điện trong trường hợp nền kinh tế tiếp tục hồi phục mạnh mẽ, nhu cầu phụ tải khoảng hơn 350 tỷ kWh, tăng trưởng 13,2%. EVN đánh giá, cung ứng điện năm 2025 vẫn đáp ứng trong đa số các tháng trong năm, nhưng còn tiềm ẩn một số rủi ro cho khu vực miền Bắc trong cao điểm cuối mùa khô, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, nếu nhu cầu tăng đột biến.
Những khó khăn có thể ảnh hưởng đến cung ứng điện là khả năng cấp khí thiên nhiên trong năm 2025 sẽ bị suy giảm mạnh so với các năm trước đây. Tiến độ của nhiều dự án nguồn điện mới bị chậm tiến độ, trong khi nhiệt điện than sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng. Và việc triển khai các dự án cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sau khi Việt Nam đã đưa ra cam kết cùng cộng đồng quốc tế về mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về không, net zero, vào năm 2050. Thưa quý khán giả, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10 vừa qua, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G only. Gần một tuần đã trôi qua, ba nhà mạng lớn khẳng định những thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sẽ bị chặn thiết bị, nhưng vẫn được giữ lại tài khoản thuê bao. Khoảng 300.000 thuê bao 2G only sẽ cần phải nhanh chóng nâng cấp để tiếp cận với công nghệ mới. Cục Viễn thông cho biết, sau ngày tắt sóng, trách nhiệm của doanh nghiệp là duy trì số điện thoại, gói cước, chế độ chính sách với thuê bao cũ. Người sử dụng có thể tiếp tục đến các điểm cung cấp dịch vụ hay thông qua số điện thoại để được hướng dẫn đầy đủ thông tin cho việc chuyển đổi. Đến thời điểm tắt sóng, chỉ còn khoảng hơn 300.000 thuê bao 2G only. Đây là nỗ lực rất lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương và các nhà mạng để thúc đẩy quá trình tắt sóng 2G. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ, các nhà mạng đã cùng nhau lập cơ sở dữ liệu về các thuê bao 2G không còn được qua mạng sau ngày 15 tháng 10. Đề nghị các nhà mạng truyền thông mạnh mẽ hơn, thông tin đầy đủ tới người dùng để tránh việc mua phải điện thoại 2G nhưng dán mác 3G, 4G không dùng được. Những chiếc điện thoại phím bấm 2G chỉ có chức năng nghe gọi thuần túy. Một thời từng là vật dụng sang trọng, xa xỉ với nhiều người thì giờ đây chỉ còn là món đồ kỷ niệm. Nhiều người dân thay vì chuyển đổi sang điện thoại 4G có phím bấm đã lựa chọn lên đời điện thoại thông minh. Hiện các nhà mạng vẫn đang tiếp tục gấp rút chuyển đổi thiết bị cho khoảng 300.000 thuê bao còn lại. Song song với đó, đẩy nhanh tốc độ phủ sóng 4G, 5G thay thế dùng phủ 2G trước đây. Công nghệ và dùng phủ sóng này đảm bảo người dân có thể sử dụng dịch vụ 4G tốc độ cao, ít hao pin và không bị gián đoạn truy cập cho dù di chuyển đến các khu vực vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, còn được kỳ vọng đẩy mạnh, nâng cao kỹ năng số cho người dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc dừng công nghệ 2G chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ 0 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2024, dừng cung cấp dịch vụ đầu cuối thuê bao 2G. Đến tháng 9 năm 2026, dừng toàn bộ cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng mới hơn 4G, 5G. Người dân khi chuyển đổi từ 2G sang 4G cũng là đang chung tay với cả xã hội và nhà mạng để xây dựng mạng lưới xanh, thông minh, hiệu quả, tiết kiệm. Rõ ràng, tắt sóng 2G là cuộc cách mạng, đặc biệt với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa hay biên giới, hải đảo. Khi mỗi người dân sở hữu một chiếc điện thoại thông minh thì không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí mà còn giúp bà con có thêm cơ hội kết nối thông tin. Từ đó thay đổi cuộc sống, phát triển kinh tế, cùng hòa mình vào nhịp sống mới mà không một ai bị bỏ lại phía sau. Yêu đương qua mạng, bé gái 12 tuổi bị bạn trai xâm hại sau cuộc nhậu. Thưa quý vị, làm quen rồi hẹn hò qua mạng đang là xu hướng của thời buổi công nghệ. Thế nhưng bên cạnh đó cũng xảy ra nhiều hệ lụy, đáng lo nhất là vấn nạn xâm hại ở trẻ em gái. Cũng từ mối tình online, một bé gái mới 12 tuổi ở An Giang đã bị bạn trai xâm hại sau cuộc nhậu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chí Thiện, 18 tuổi, trú xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 9 năm 2024, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Chí Thiện và bé gái 12 tuổi trú huyện Chợ Mới nhắn tin qua lại và phát sinh tình cảm yêu đương. Khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 9, Thiện và bé gái rủ nhau đi nhậu cùng với một số người bạn tại khu vực xã Long Kiến, huyện Chợ Mới. Sau tiệc nhậu, bé gái không chịu về nhà nên Thiện chở em về nhà mình ngủ lại qua đêm. Tại đây, Thiện đã quan hệ tình dục với bé gái, mặc dù biết bé còn nhỏ tuổi. Sáng hôm sau, Thiện đưa bé gái về nhà. Sự việc sau đó được người nhà của bé phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Thiện đến cơ quan công an. Giới chức chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm qua cho biết, nhà chức trách nước này sẽ tăng cường các biện pháp để giảm ô nhiễm không khí tại thành phố này.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi chưa có dấu hiệu được cải thiện. Theo giới chức chính quyền thủ đô New Delhi, hiện chỉ số chất lượng không khí tại đây dao động trong ngưỡng ô nhiễm. Do đó, chính quyền đã lập 99 đội chuyên ngành để kiểm tra mức độ bụi và triển khai các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tại các công trường xây dựng trên khắp thủ đô. Ngoài ra, nhà chức trách New Delhi còn triển khai hơn 325 súng chống khói bụi với thiết kế giống như một máy phun nước dạng sương để làm sạch không khí ở những nơi ô nhiễm nhất trong thành phố. Bất chấp các biện pháp chống ô nhiễm của chính phủ, giới chuyên gia môi trường nước này cho rằng các giải pháp mang tính giai đoạn này gần như là chưa đủ, trừ khi những biện pháp này được triển khai suốt cả năm. Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí là sát thủ thầm lặng và là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của con người. Nhịp sống 24 giờ trưa nay đến đây sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.